Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Những nội dung chính sẽ có trong chương trình hôm nay. Kết thúc ngày thi đấu thứ hai, Lào Cai tạm dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương toàn đoàn tại hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ 12. Các ngành chức năng tăng cường thanh tra kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm tại các cơ sở chế biến kinh doanh các mặt hàng phục vụ Tết Trung thu. Từ ngày 22 tháng 8, đường sắt áp dụng chính sách giảm giá vé tàu 40% đối với hành khách mua vé cá nhân cách xa ngày đi tàu. Trong phần tin quốc tế, Ai Cập, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất ủng hộ tăng cường hệ thống hành động chung Ả Rập. Bây giờ là nội dung chi tiết chương trình, mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, kết thúc ngày tranh tài thứ hai 21 tháng 8, đoàn Lào Cai tạm dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương toàn đoàn tại hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ 12. Trong ngày 21 tháng 8 đã diễn ra 5 môn thi đấu, trong đó 3 môn Việt dã, bắn nỏ và tu lu đã kết thúc và trao huy chương cho các vận động viên. Tính đến 19 giờ cùng ngày, Lào Cai đang dẫn đầu với 4 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 4 huy chương đồng, đạt 243 điểm. Đoàn Lai Châu đứng thứ hai với 2 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 5 huy chương đồng, đạt 94 điểm. Đồng đội cũng rất là động viên, bản thân cũng rất là quyết tâm cao để giành cái huy chương về cho tỉnh nhà. Quyết tâm hết sức để chiến thắng được cái giải toàn đoàn, cũng như là giải cá nhân của bản thân thì cũng rất là mong muốn để được huy chương vàng. Hôm nay, ngày 22 tháng 8, các vận động viên tiếp tục tranh tài ở 3 môn bóng đá, đẩy gậy, tung còn. Kết quả các môn thi đấu tại hội thi sẽ tiếp tục được chúng tôi cập nhật ở các chương trình thời sự tiếp theo. Năm nay, tỉnh Lào Cai dự kiến có 70 chỉ tiêu cử tuyển vào đại học với 4 ngành đào tạo. Trong đó, y khoa nhiều nhất với 33 chỉ tiêu. Còn lại là các chuyên ngành sư phạm, tin học, tiếng Anh, tiếng Trung Quốc. Các học sinh thuộc đối tượng và đáp ứng tiêu chuẩn có nhu cầu đi học đại học theo chế độ cử tuyển thì nộp hồ sơ về phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thị xã, thành phố. Sinh viên cử tuyển sẽ được hỗ trợ 3 khoản kinh phí gồm tiền đóng học phí theo mức thu học phí của cơ sở đào tạo nơi sinh viên cử tuyển theo học, hỗ trợ học bổng chính sách 745.000 đồng một tháng, hỗ trợ chi phí sinh hoạt 3.630.000 đồng một tháng đối với ngành sư phạm, 1.192.000 đồng một tháng đối với các ngành còn lại. Học sinh cử tuyển phải cam kết với cơ quan cử đi học trở về làm việc tại địa phương sau khi tốt nghiệp, cam kết thực hiện nhiệm vụ nghề nghiệp tại cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong thời gian ít nhất gấp 2 lần thời gian tham gia khóa đào tạo. Tỉnh Lào Cai hiện có 76 sinh viên theo học chế độ cử tuyển tại 7 trường đại học trong nước. Điểm trường thôn Kỳ Công Hồ thuộc trường mầm non xã Tòng Sành, huyện Bát Sát được khánh thành, bàn giao và đưa vào sử dụng. Đây là công trình xã hội hóa do huyện Bát Sát phối hợp với nhóm hành trình về với buôn làng, thành phố Hồ Chí Minh, nhóm thiện nguyện Tâm Phúc hỗ trợ xây dựng với tổng kinh phí khoảng 500 triệu đồng. Tổng diện tích 150m2, gồm phòng học rộng 60m2, nhà vệ sinh khép kín, nhà bếp theo quy cách bếp ăn một chiều, cùng một số các trang thiết bị sử dụng cho hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ. Điểm trường khánh thành trước thềm năm học mới, giúp cô và trò ở đây được dạy và học trong điều kiện đầy đủ hơn. Tại lễ khánh thành và bàn giao, huyện Bát Sát và các đơn vị thiện nguyện tặng nhiều hiện vật như bánh kẹo, quần áo ấm cho học sinh nhà trường. Thưa quý vị và các bạn, còn 20 ngày nữa mới tới Tết Trung Thu, nhưng các nhà sản xuất đã tung ra trên thị trường nhiều loại bánh dẻo, bánh nướng phục vụ dịp Tết này. Bên cạnh các thương hiệu bánh Trung Thu của các công ty lớn, thì bánh Trung Thu truyền thống do các cơ sở sản xuất thủ công cũng chiếm được thị phần tiêu thụ. Thời điểm này, các ngành chức năng đang tăng cường kiểm tra, thanh tra việc thực hiện an toàn vệ sinh thực phẩm tại các cơ sở chế biến và kinh doanh các mặt hàng phục vụ Tết Trung Thu. Chuyên sản xuất các loại bánh
Cứ vào dịp Trung Thu là cửa hàng này lại làm bánh dẻo, bánh nướng phục vụ nhu cầu của khách. Theo chủ cửa hàng, để có thể cạnh tranh trên thị trường, bánh phải ngon, giá cả phù hợp và đặc biệt là phải đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Đầu vào của nguyên liệu là có đảm bảo an toàn nhất và có đầy đủ những giấy tờ. Cửa hàng cũng đã rất chú trọng đến cái mẫu mã và sản phẩm, thì cũng đã có những cái dòng hộp để đi tặng, đi biếu cho khách hàng. Còn tại cơ sở sản xuất bánh Trung Thu này, dòng sản phẩm chính là bánh mang hương vị truyền thống. Năm nay, cơ sở đầu tư cải tiến mẫu mã bao bì mới, không chỉ tăng cường nhận diện thương hiệu phù hợp hơn với thị hiếu của người tiêu dùng, mà bánh cũng được bao gói, bảo quản tốt hơn. Năm nay giá cả thị trường thì nó cũng tăng cao hơn một chút, nên năm nay nhà tôi thì cũng không tăng giá để giữ lấy khách hàng thân thiết của nhà mình. Những nguyên liệu đầu vào nhà tôi thì nhập từ những cơ sở uy tín và nhập lấy từ những cái thân quen nhất và để đảm bảo chất lượng cho khách hàng. Hiện toàn tỉnh có gần 10 cơ sở sản xuất bánh Trung Thu. Thực hiện cao điểm kiểm tra các mặt hàng dịp Trung Thu, các ngành chức năng đã phối hợp thanh tra kiểm tra tình hình sản xuất kinh doanh mặt hàng bánh kẹo, đồ chơi. Từ đó kịp thời ngăn chặn, xử lý các hành vi về sản xuất buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng. Tăng cường kiểm tra, xử lý các cái hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm cũng như là về nhãn hàng hóa, chất lượng hàng hóa để đưa ra thị trường. Thế rồi là tuyên truyền, các vận động các cái cơ sở sản xuất kinh doanh là phải bán hàng có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và có ghi nhãn đầy đủ. Để có một cái Tết Trung Thu năm 2022 an toàn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai đã ra văn bản chỉ đạo các sở ngành, các địa phương xử lý nghiêm minh việc kinh doanh các sản phẩm có tính chất độc hại, không đảm bảo an toàn, nhất là các sản phẩm dành cho trẻ em. Tiếp theo là những thông tin về thị trường sách giáo khoa, đồ dùng học tập trước thềm năm học mới. Tùy thuộc vào chương trình học, tổ hợp các môn, sách giáo khoa cho học sinh tiểu học có giá từ 120 đến 200 nghìn đồng một bộ. Với bậc trung học cơ sở và trung học phổ thông, giá mỗi bộ từ 220 nghìn đồng đến dưới 450 nghìn đồng. Vở viết tùy theo thương hiệu sản phẩm, chất liệu giấy, số trang, giá từ 60 đến 100 nghìn đồng một tập 10 quyển. Bút chì, bút mực nước từ 50 đến 100 nghìn đồng một chục. Bút mực giá từ vài chục đến 150 nghìn đồng một chiếc. Hộp đựng bút từ 20 đến 120 nghìn đồng một hộp. Cặp sách tùy thuộc vào tính năng đi kèm như có tay kéo, chống gù, giá từ vài trăm đến cả triệu đồng cho một sản phẩm. Bàn học cho học sinh cũng khá đa dạng về kiểu dáng, giá cơ bản ổn định. Tùy thuộc vào kích cỡ, bàn học bằng gỗ giá từ 1.700.000 đồng cho đến 1.900.000 đồng. Bàn học chất liệu nhựa từ 1.000.000 đến 1.300.000 đồng. Bàn gỗ công nghiệp từ 800 đến 1.000.000 đồng một bàn. Với mong muốn tiết kiệm thời gian đưa đón con, nhiều phụ huynh chọn mua xe đạp điện và xe máy điện cho con trước thềm năm học mới. Các loại phương tiện này cũng khá đa dạng về giá. Tùy thuộc vào thương hiệu sản phẩm và các tính năng hỗ trợ đi kèm như hỗ trợ lên dốc, xe đạp từ 1.700.000 đồng đến cả chục triệu đồng cho một sản phẩm. Xe đạp điện từ 10 đến 15 triệu đồng một chiếc. Xe máy điện giá từ 17 đến 20 triệu đồng một chiếc. Đây cũng là dòng sản phẩm giá tăng khá cao, khoảng 1.000.000 đến 1.200.000 đồng mỗi chiếc so với cùng kỳ năm trước. Đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, tới nay tỉnh Lào Cai đã xây dựng được 385 tổ tự quản đường biên mốc giới, tổ an ninh trật tự khu vực biên giới với sự tham gia của 3.000 thành viên. Đây là lực lượng quan trọng góp phần cùng các lực lượng chức năng nâng cao hiệu quả công tác quản lý bảo vệ biên giới. Trong 5 năm qua, các thành viên trong các tổ tự quản đường biên mốc giới, tổ an ninh trật tự khu vực biên giới đã phối hợp với Bộ đội Biên phòng thực hiện trên 17.000 lượt tuần tra biên giới, kết hợp tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho người dân ở các xã biên giới. Tập trung vào tuyên truyền 3 văn kiện pháp lý về biên giới đất liền Việt Nam-Trung Quốc, qua đó góp phần giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia.
Thực hiện đề án số 05 phát triển du lịch gắn với bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc huyện Bát Sát giai đoạn 2020-2025, Bát Sát đã dành nhiều nguồn lực để phát triển du lịch, phấn đấu xây dựng huyện là điểm đến hấp dẫn với ý tí là trung tâm du lịch mới giàu bản sắc. Cụ thể, Bát Sát chú trọng đẩy mạnh phát triển cơ sở vật chất, kỹ thuật du lịch, cải tạo, nâng cấp các thiết chế văn hóa, bảo tồn, phát huy có hiệu quả giá trị văn hóa truyền thống, danh lam thắng cảnh, đồng thời thu hút các tổ chức doanh nghiệp và cá nhân đầu tư và tham gia các hoạt động kinh doanh du lịch dịch vụ, từ đó đa dạng hóa các sản phẩm du lịch. Hiện Bát Sát đang tiếp tục khảo sát, lập hồ sơ đề nghị công nhận các tuyến điểm du lịch mới trên địa bàn, đồng thời tăng cường quảng bá, xúc tiến du lịch, phát triển các dịch vụ, tìm kiếm những sản phẩm du lịch mới đặc trưng thu hút du khách. Mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nhưng từ đầu năm đến nay, Bát Sát đã đón trên 60.000 lượt khách du lịch. Thưa quý vị và các bạn, thống kê của ngành y tế tỉnh, tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19 tại tất cả các địa phương đều đang chậm so với kế hoạch được giao, nhất là tiêm cho đối tượng học sinh, tiêm mũi nhắc lại số 2 cho người đủ điều kiện. Đây là thực tế rất đáng lo ngại khi số ca mắc COVID-19 thời gian này lại có xu hướng tăng và xuất hiện các biến thể mới nguy hiểm. Để đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng trong rất nhiều giải pháp được triển khai, thì tuyên truyền để nâng cao nhận thức của người dân có ý nghĩa quan trọng. Những ngày này, toàn bộ cán bộ trạm y tế xã Bản Sen đều có mặt tại trạm, túc trực để triển khai tiêm phòng COVID-19 cho người dân. Tuy nhiên, số người đến tiêm rất ít. Đơn cử như cả ngày 19 tháng 8, chỉ có 4 người đến tiêm vaccine. Kíp làm việc của trạm y tế là phải thường trực ở đây để y tế các thôn báo dân đến đây tiêm. Thì nói thật là các cái công việc của trạm này hầu như là dành hết cho việc tiêm chủng. Đấy nên là dân không đến này cũng rất là khó khăn. Mình mới sinh xong nên muốn chưa tiêm luôn. Bây giờ xã yêu cầu nên bây giờ mình mới ra tiêm mũi 4. Xã cũng nhắn tin từ hơi lâu rồi. Theo chỉ tiêu được giao, từ giờ đến hết tháng 8, xã Bản Sen còn phải tiêm khoảng 700 mũi vaccine phòng COVID-19. Với tiến độ như hiện tại, rất khó để hoàn thành chỉ tiêu này. Xã thì đã rất tích cực trong cái việc mà thực hiện cái nhiệm vụ này, nhưng tuy nhiên thì liên quan đến cái tư tưởng chủ quan của hộ gia đình cá nhân thì cái này thì xã cũng sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động để làm sao bà con nắm được cũng hiểu rõ cái nội dung trong việc tiêm chủng để phòng chống dịch để đảm bảo tiêm chủng đạt cái tỷ lệ cao nhất. Đây cũng là thực tế của rất nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh vào thời điểm hiện tại. Theo thông tin từ ngành y tế, tính đến hết ngày 16 tháng 8 năm 2022, tỷ lệ tiêm vaccine theo chỉ tiêu kế hoạch giao trong tháng 8 đạt rất thấp ở các huyện, thị xã, thành phố. Tổng số liều vaccine cần phải tiêm cho các đối tượng là 240.730 liều, trong khi tổng số mũi đã tiêm trong tháng 8 mới chỉ đạt khoảng 50.000 liều, chiếm 20,8%. Ghi nhận từ cơ sở, khó khăn chủ yếu do bà con không mặn mà với việc tiêm phòng. Cấp ủy chính quyền địa phương tiếp tục tuyên truyền bằng nhiều kênh, nhiều hình thức. Thứ nhất là chia nhóm tổ ra để tuyên truyền tận bà con nhân dân. Hai nữa là lập cái nhóm Zalo tiếp cũng là để vận động bà con nhân dân, để tuyên truyền cho bà con nhân dân hiểu được cái tiêm phòng để nâng cao cái đề kháng để cho mình. Từ thực tế trên, tỉnh Lào Cai đã có những chỉ đạo quyết liệt để đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19. Từ ngày 19 tháng 8 đến ngày 31 tháng 8 năm 2022 sẽ là đợt cao điểm để các địa phương hoàn thành việc tiêm phòng theo kế hoạch. Công tác tuyên truyền được tăng cường tới từng người dân để nâng cao nhận thức, vận động bà con tiêm vaccine phòng COVID-19, nhất là cho trẻ em trước thêm năm học mới. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, huyện Mường Khương đã tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa an toàn, chất lượng để nâng cao đời sống nhân dân. Từ chủ trương đó, những vùng sản xuất hàng hóa như chuối, dứa, chè được hình thành với quy mô lớn. Đặc biệt, việc thu hút doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư vào chế biến nông sản đã mở đường cho những vùng nguyên liệu trên địa bàn phát triển. Không có nhà máy này thì nhân dân chúng tôi khi đến lứa chè rồi nhưng lại phải nghỉ 1-2 ngày. Đấy vì họ không thu mua. Còn từ ngày có hợp tác xã này đến giờ thì ngày nào họ cũng mua chứ không nghỉ ngày nào cả.
Cái tương lai về cái vùng nguyên liệu ở cái bản xe này rất là tốt. Nhà máy, cái vị trí địa lý thì nhà máy đang nằm ở trung tâm tại cái vùng nguyên liệu. Khó khăn ở chỗ là nguồn nguyên liệu thì là nhiều khi là vẫn chưa đủ. Cái thứ hai nữa là cái chất lượng nguyên liệu thì là bà con ở đây thì là cũng đang thu hoạch theo cái hình thức là cắt liền cắm máy. Chất lượng nguyên liệu nó cũng không được tốt lắm. Có những cái doanh nghiệp thì đầu tư cái dây chuyền chế biến các cái sản phẩm chế biến sâu để xuất khẩu đi các cái thị trường khó tính, ví dụ như là Đài Loan, ví dụ như là châu Âu, để nâng cao cái giá trị sản phẩm cũng như là nâng cao cái giá trị nguyên liệu chè búp tươi. Các cái doanh nghiệp đã tiêu thụ các cái sản phẩm cho bà con một cách rất là ổn định, xây dựng và quảng bá và chứng tỏ, chứng minh được cái thương hiệu nông sản Mường Khương. Trong các chương trình thời sự tối và đêm nay trên sóng truyền hình Lào Cai, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn một số nội dung nổi bật sau. Phát huy vai trò của tổ chức đảng trong doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của các đơn vị. Nhiều nông dân vùng cao của Lào Cai ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong tiêu thụ sản phẩm nông sản, mang lại thu nhập ổn định cho gia đình. Các đơn vị tích cực tập luyện sẵn sàng cho Festival Tinh Hoa Tây Bắc năm 2022 với chủ đề Kết nối khát vọng xanh, diễn ra từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 8 tại thành phố Lào Cai và thị xã Sapa. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, nội dung đáng chú ý tại Nghị định số 53 năm 2022 do Chính phủ ban hành ngày 15 tháng 8 năm 2022 về việc quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng là những dữ liệu phải lưu trữ tại Việt Nam. Cụ thể, điều 26 nghị định này quy định các dữ liệu phải lưu trữ tại Việt Nam bao gồm dữ liệu về thông tin cá nhân người sử dụng dịch vụ tại Việt Nam, dữ liệu do người sử dụng dịch vụ tại Việt Nam tạo ra như tên tài khoản, thời gian sử dụng, thông tin thẻ tín dụng, địa chỉ thư điện tử, địa chỉ mạng đăng nhập, đăng xuất gần nhất, số điện thoại đăng ký, dữ liệu về quan hệ của người sử dụng dịch vụ tại Việt Nam như bạn bè, nhóm mà người sử dụng kết nối hoặc tương tác. Đối tượng phải lưu trữ các dữ liệu trên bao gồm các doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp nước ngoài có hoạt động kinh doanh tại Việt Nam thuộc một trong các lĩnh vực sau: dịch vụ viễn thông, cung cấp tên miền, thương mại điện tử, thanh toán trực tuyến, mạng xã hội và truyền thông xã hội, trò chơi điện tử. Là bệnh viện hạng 2 tuyến huyện, Bệnh viện Đa khoa huyện Bắc Hà luôn chú trọng đổi mới phương thức quản lý, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Gặp một số bệnh liên quan đến xương khớp, mỗi lần đến khám tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Hà, bà Đặng Thị Vinh rất hài lòng bởi bệnh viện đã cải cách nhiều thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý dữ liệu bệnh nhân nên giảm thời gian chờ đợi thăm khám. Các y bác sĩ ở đây phục vụ rất là tuyệt vời, rất là ân cần, chu đáo với những người dân. Các bác sĩ hướng dẫn rất là nhẹ nhàng, tận tình và tôi cũng rất là yên tâm khi khám chữa bệnh ở đây. Ông Lâm Văn Sủn, xã Tà Trải, chạy thận được 7 năm nay. Trước đây mỗi lần chạy thận, ông phải ra Bệnh viện Đa khoa tỉnh với chi phí tốn kém. Từ khi Bệnh viện Đa khoa huyện đưa máy chạy thận vào phục vụ bệnh nhân, ông Sủn đỡ khó khăn hơn nhiều. Tôi chạy thận ở Lào Cai nhưng mà bây giờ thì được cảm ơn nhà nước, bây giờ Bắc Hà có máy chạy thận rồi thì vào Bắc Hà thì bây giờ đỡ tốn kém đi lại. Bệnh viện Đa khoa huyện Bắc Hà hiện có 180 giường bệnh,
18 khoa phòng chức năng, phòng khám đa khoa khu vực. Từ đầu năm 2022 đến nay, bệnh viện đã khám chữa bệnh cho hơn 19.000 lượt người, trong đó gần 4.000 lượt người điều trị nội trú. Những năm gần đây có sự đầu tư tương đối là nhiều để phụ cho cái việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân ở trên địa bàn của huyện. Chúng tôi ở đây hiện tại có thể triển khai được kỹ thuật để phục vụ người bên tại chỗ như là kỹ thuật chạy thận nhân tạo. Các kỹ thuật mới được ứng dụng như là nội soi dạ dày, nội soi đại tràng, chụp X-quang số hóa. Để nâng cao hơn nữa chất lượng khám chữa bệnh, Bệnh viện Đa khoa huyện Bắc Hà tiếp tục đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát huy tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ y bác sĩ, hướng tới sự hài lòng của bệnh nhân. Từ ngày hôm nay 22 tháng 8, đường sắt áp dụng chính sách giảm giá vé tàu 40% đối với hành khách mua vé cá nhân cách xa ngày đi tàu. Cụ thể, những hành khách mua vé trước ngày đi tàu từ 5 đến 9 ngày được giảm 5%, từ 10 đến 19 ngày được giảm 10%, từ 20 đến 29 ngày được giảm 20%, từ 30 đến 39 ngày được giảm 30% và từ 40 ngày trở lên được giảm 40%. Hành khách khi đổi trả vé sẽ chịu mức phí tương đương mức giảm giá, nhưng vé giảm từ 5 đến 10% phí đổi, trả theo quy định hiện hành. Riêng đối với vé giảm từ 20% trở lên phải đổi trả trước giờ tàu chạy 72 giờ. Chính sách giảm giá này không áp dụng đối với loại chỗ giường nằm khoang 4 các tàu SE3, SE4, SE7, SE8. Không áp dụng đối với các đối tượng chính sách xã hội, vé khứ hồi bởi các đối tượng này có chính sách giảm giá riêng. Hệ thống thanh toán của Việt Nam đã được bổ sung thêm hơn 500.000 tỷ đồng sau 6 tháng đầu năm, trong đó riêng số tiền do người dân gửi vào hệ thống ngân hàng là gần 320.000 tỷ đồng. Số liệu mới nhất từ Ngân hàng Nhà nước, hệ thống thanh toán của Việt Nam được bổ sung thêm hơn 506.200 tỷ đồng sau 6 tháng đầu năm. Cùng với xu hướng gia tăng của tổng phương tiện thanh toán, việc dịch COVID-19 được kiểm soát và lãi suất tiền gửi ngân hàng tăng trên diện rộng từ đầu năm đã khiến dòng tiền gửi của người dân và các doanh nghiệp chảy vào kênh gửi ngân hàng. Mức tăng số dư tiền gửi của người dân trong 6 tháng đầu năm nay đã cao hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm 2021 và cao hơn 30% so với năm 2020. Tính bình quân, mỗi ngày người dân mang khoảng 1.700 tỷ đồng gửi vào ngân hàng. Thời gian qua, tỉnh Hưng Yên đã đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp, đã có nhiều mô hình chuyển đổi hiệu quả từ sản xuất cho đến tiêu thụ sản phẩm thuận lợi hơn. Hợp tác xã Tiên Châu Phú Hiến ở xã Hồng Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên trồng 15 hectare nhãn với 36 thành viên. Với sự phối hợp giữa các sở ban ngành trong thẩm định đánh giá những cây nhãn đầu dòng, đến nay các gốc nhãn đều có mã QR code truy xuất nguồn gốc. Bà con anh em cũng năng động vào các sàn định thử, ví dụ như là sàn Fodmart, vỏ sò, Shopifarm, đấy là những các cái sàn này chúng tôi thường xuyên vào hơn. Thí dụ như hiện tại như năm nay chúng tôi đang bán về trên cái sàn Fodmart ấy, thì là cái số lượng nó lớn nhất, mới bán được có khoảng độ trên 30 tấn là về cái nhãn hàng quà, là cái nhãn đầu dòng đấy. Công ty cổ phần dược phẩm Phúc Thành An Việt Nam hiện đang triển khai mô hình trồng đông trùng hạ thảo với 750 m2 phòng kín, quy trình nuôi trồng nghiêm ngặt, vận dụng hệ thống giám sát nhiệt độ, độ ẩm, camera để theo dõi quá trình sinh trưởng phát triển. Thông qua hệ thống giám sát giúp công ty quản lý và khẳng định chất lượng sản phẩm. Đông trùng hạ thảo được chế biến thành các sản phẩm sợi sấy khô, sợi sấy lạnh, bột, bánh, phân phối rộng khắp từ Hưng Yên, Hải Dương, Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh. Sản phẩm cũng được bán qua website, các trang thương mại điện tử. Tôi ứng dụng các cái công nghệ khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất vào sản xuất và kinh doanh. Hiện nay thì doanh thu của chúng tôi đấy thì cũng là một cái đơn vị mới, thì doanh thu nó cũng đã đạt được xấp xỉ 10 tỷ. Chuyển đổi số nông nghiệp đã cho thấy rõ hiệu quả từ khâu sản xuất đến tiêu thụ nông sản, giúp nông dân nắm bắt thông tin cũng như phản hồi từ thị trường. Tuy nhiên, việc tiếp cận công nghệ, chuyển đổi số đối với người nông dân còn nhiều khó khăn, rất cần sự hỗ trợ từ cơ quan quản lý nhà nước và các doanh nghiệp trong ứng dụng công nghệ thông tin và số hóa trong hoạt động xúc tiến thương mại. Tin thế giới.
Tổng thống Ai Cập và Tổng thống các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường hệ thống hành động chung Ả Rập và sự thống nhất của Ả Rập để giải quyết những thách thức khu vực. Những phát biểu trên được hai nhà lãnh đạo đưa ra tại cuộc gặp ở thành phố Ain Alamein, miền Bắc Ai Cập, trong khuôn khổ chuyến thăm của Tổng thống các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đến Ai Cập. Tại cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo kêu gọi tăng cường hợp tác để tìm kiếm các giải pháp lâu dài cho các cuộc khủng hoảng khu vực nhằm mang lại an ninh, ổn định và hòa bình cho khu vực và người dân trong khu vực, đồng thời cam kết tăng cường quan hệ đối tác chiến lược song phương, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế và phát triển, ủng hộ nguyện vọng phát triển bền vững, tiến bộ và thịnh vượng của hai nước. Giới chức Thụy Sĩ cho biết nước này đang chuẩn bị cho các kịch bản cực đoan trước nguy cơ thiếu hụt năng lượng trong mùa đông tới. Giới chức Thụy Sĩ cho rằng không thể loại trừ khả năng sẽ xảy ra tình trạng không thể rút tiền tại ATM, hệ thống sưởi ngừng hoạt động, đường phố chìm trong bóng tối, thậm chí cả trường hợp cực đoan là xảy ra nạn cướp bóc và biểu tình. Giới chuyên gia cảnh báo Thụy Sĩ có thể đối mặt tình trạng thiếu điện và khí đốt trong mùa đông dù nguồn cung hiện tại đã đủ và lượng dự trữ đáng kể. Tuy nhiên, Bộ Năng lượng Thụy Sĩ hồi đầu tuần đã bảo vệ chiến lược năng lượng của nước này, đồng thời cho biết đang nghiên cứu một loạt phương án để ngăn chặn tình trạng xảy ra mất điện trong mùa đông này. Chính phủ Thụy Sĩ hiện cũng đàm phán với Đức và Italia về một thỏa thuận đoàn kết trong trường hợp thiếu khí đốt. Văn phòng Nội các Nhật Bản vừa thông báo mặc dù tổng sản phẩm quốc nội GDP nước này tăng 2,2% trong quý 2 năm nay, song các nhà phân tích cho rằng nền kinh tế thiếu động lực và sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn trong tương lai. Dữ liệu chính thức cho thấy tăng trưởng của Nhật Bản trong quý 2 hoàn toàn dựa vào nhu cầu tiêu dùng trong nước, lĩnh vực đóng góp 0,5 điểm phần trăm vào tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, giới phân tích Nhật Bản nhận định tiêu dùng cá nhân trong quý 2 vẫn chỉ tăng trưởng chậm chạp mà không có sự phục hồi như mong đợi. Trong khi đó, Nhật Bản đang thiếu hụt lao động trầm trọng khi có hàng trăm nghìn người mắc COVID-19 và bị cách ly tại nhà. Điều này ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các nhà máy và làm trầm trọng thêm những nút thắt trong nguồn cung. Ít nhất 16 người thiệt mạng và 3 người khác phải nhập viện sau một vụ va chạm giữa một xe buýt cỡ nhỏ và một xe tải tại vùng Ulyanovsk của Nga trong ngày hôm qua. Lực lượng chức năng cho biết, theo điều tra ban đầu, chiếc xe tải chở nhiều hàng hóa nặng và lái xe đã không phanh kịp để xảy ra va chạm với chiếc xe buýt. Đoạn đường xảy ra tai nạn đang tiến hành sửa chữa và các xe đang phải xếp hàng để chờ di chuyển. Chiếc xe buýt gặp sự cố trước đó đang đi giữa hai xe tải. Hình ảnh hiện trường cho thấy chiếc xe buýt đã bị đè bẹp sau vụ va chạm. Lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để kiểm tra tình trạng chiếc xe. Theo hãng tin TASS, cơ quan điều tra của Nga đã mở một cuộc điều tra hình sự đối với vụ việc. Nhà chức trách Trung Quốc cho biết, tính đến chiều 21 tháng 8 theo giờ địa phương, số người thiệt mạng do lũ quét ở tỉnh Thanh Hải, Tây Bắc nước này đã tăng lên 26 người, trong khi 5 người khác vẫn mất tích. Theo cơ quan ứng phó khẩn cấp thảm họa thiên nhiên của tỉnh Thanh Hải, Trung Quốc, mưa lớn bắt đầu trút xuống khu vực này từ tối 20 tháng 8, gây ra lũ quét, sạt lở đất và làm thay đổi dòng chảy một con sông. Hơn 6.200 cư dân của 6 ngôi làng thuộc huyện Đại Thông đã bị ảnh hưởng. Trước đó, lực lượng chức năng đã giải cứu được 23 người bị mất tích do mưa lũ. Hệ thống điện và viễn thông tại các khu vực bị ảnh hưởng đã được khôi phục, trong khi cầu đường đã nối lại. Trung Quốc đang phải đối mặt với một loạt thảm họa do mưa lũ trong mùa hè này, cùng lúc với tình trạng nắng nóng khắc nghiệt cũng như hạn hán tại nhiều vùng khác nhau. Cuba xác nhận ca mắc bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên ở nước này, đó là một nam du khách mang quốc tịch Italia, người đã tới đảo quốc Caribe từ đầu tuần trước. Theo Bộ Y tế Cuba, du khách Italia đã thuê nhà và đi thăm thú nhiều địa điểm ở miền Tây Cuba sau khi nhập cảnh hôm 15 tháng 8. Đến ngày 17 tháng 8, người này xuất hiện một số triệu chứng và tới cơ sở y tế để theo dõi. Tuy nhiên, do bệnh trở nặng nhanh nên bệnh nhân đã được nhập viện ngay ngày hôm sau trong tình trạng ngừng tim. Bệnh viện đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm và kết quả bệnh nhân đã mắc bệnh đậu mùa khỉ. Theo thông tin cập nhật của Bộ Y tế Cuba, hiện bệnh nhân vẫn đang trong tình trạng nguy kịch và đang được điều trị tích cực. Trong khi đó, các đơn vị chức năng đang tiến hành điều tra dịch tễ học để nhanh chóng kiểm soát ổ dịch nếu có. Thông tin quốc tế vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.